Chào các bạn. Bác sĩ Ngọc đã nhận được trên dưới 1.000 comment cho cái clip cái que tránh thai của tuần trước. Hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ làm một clip tổng quan tất cả các biện pháp tránh thai, lợi ích và tác hại của nó để các bạn lựa chọn nha các bạn. Không có biện pháp nào tuyệt đối hết, không có cái biện pháp nào mà không hề ảnh hưởng đến người phụ nữ mà còn được khả năng tránh thai cao. Không có nha các bạn. Vấn đề là mỗi người phụ nữ mình đang có cái cơ bản, vấn đề cơ bản gì trong cơ thể, mình yêu thích cái gì, mình thích cái gì mình đặt quan trọng hơn thì mình chọn thôi nha các bạn nha. Còn cái chuyện mà cái clip của tôi là không sử dụng biện pháp tránh thai cấy que thường quy là không thường quy thôi, chứ tôi không hề nói là nó có hại nha các bạn. Tôi chưa hề nói nó là có hại luôn. Thì tôi tuy là một bác sĩ ung thư nhưng mà cái kiến thức về tránh thai thì hầu như là bác sĩ đa khoa nào cũng phải biết, nữ hộ sinh cũng biết, điều dưỡng cũng phải biết luôn, và thậm chí là những bác sĩ hay nhân viên y tế ở ngoài ngành sản phụ khoa đó còn cung cấp được cái ý kiến, cái quan điểm nó khách quan hơn trong cái ngành sản phụ khoa. Bởi vì các bác sĩ trong ngành sản phụ khoa là có nhiều cơ hội để tiếp xúc với trình dược viên, cho nên là sẽ đôi khi là cái quyết định áp dụng biện pháp tránh thai nào cho các bạn á, họ lại không đứng lại ở trong cái về phía người phụ nữ để mà họ suy xét đâu, mà đôi khi họ nghĩ đến cái lợi của bản thân và đến hãng dược cũng như là những nhà máy sản xuất ra que tránh thai hay là vòng nội tiết đờ đó bla bla. Thì cho nên tôi chắc chắn là clip này của tôi là sẽ phản ánh rất là khách quan. Thì biện pháp tránh thai nó sẽ chia làm hai loại chính. Thứ nhất là vĩnh viễn và thứ hai là có thời hạn. Vĩnh viễn tức là thắt ống dẫn tinh hay là thắt vòi trứng. Thì biện pháp này ưu điểm là ngừa thai được 100% luôn các bạn. Nhưng mà yếu điểm là cái gì? Khuyết điểm của nó là gì? Không hồi phục. Giữa chừng tự nhiên muốn có thai lại là chúng ta phải làm IVF chứ không có theo phương pháp tự nhiên được. Còn cái vấn đề ảnh hưởng về tâm sinh lý thì bác sĩ Ngọc khẳng định là không có nha. Nhưng mà các bạn hầu như đều bị ảnh hưởng tâm sinh lý là bởi vì các bạn tưởng đó. Đó là cái tưởng tượng của các bạn á. Các bạn đọc nhiều quá, các bạn biết nhiều, các bạn đi hỏi nhiều quá đi. Cái mỗi người nói một câu, có thành ra nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ, cái tâm tưởng của các bạn, và các bạn tự cho rằng cái biện pháp đó ảnh hưởng tâm sinh lý chứ không phải là cái bản chất của cái biện pháp đó nha các bạn. Thứ hai là ngừa thai có thời hạn thì là chúng ta lại chia làm hai cái cụm chính nữa. Cái cụm thứ nhất là có tác động đến nội tiết của người phụ nữ. Đó là gồm như nào các bạn? Gồm cái que tránh thai, đặt vòng nội tiết và chích thuốc ngừa thai. Đó là ba cái loại chính. Không? Tác động lên cơ thể người phụ nữ. Còn cái nhóm mà không tác động lên cơ thể người phụ nữ, không ảnh hưởng đến nội tiết của người phụ nữ, đó là mình cũng chia làm hai nhánh nữa. Nhánh thứ nhất là có dụng cụ, tức là có cái cần cái sự trợ giúp của dụng cụ á, tức là gì các bạn? Vòng tránh thai bình thường. Thứ hai là bao cao su và thứ ba là cái màng tránh thai. Rồi cái biện pháp organic tự nhiên hoàn toàn luôn, không? Không ảnh hưởng đến một chút xíu gì người mẹ luôn. Canh ngày, rụng trứng và xuất tinh ra ngoài. Vậy thì canh ngày rụng trứng là phải hên xui nha, tại vì cái chu kỳ kinh nguyệt phải đều tăm tắp, đều như bắp mới canh được. Không, lỡ mình cảm thấy mà bất an một cái là mình thấy là trật ngày một cái là mình phải sử dụng thuốc liền, thuốc khẩn cấp liền. Và xuất tinh ra ngoài cũng vậy, người cần cái kỹ năng của người đàn ông, người bạn tình của mình là phải nhanh nhẹn, phải đúng, phải chuẩn, không? Cái hành động là phải nhanh gọn, phải chuẩn thì mới được, ha các bạn ha. Rồi bây giờ vòng về cái biện pháp tránh thai mà có cần cái dụng cụ thì sao các bạn? Bao thì hai vợ chồng phải cùng sung sướng khi dùng bao, cùng cảm thấy thoải mái mới được. Cái một trong hai người không thoải mái thì là cũng hơi bị không thoải mái ha, hơi bị là chúng ta cần phải chọn một biện pháp khác. Rồi tiếp theo là dị ứng,
Và cái nữa là sợ là cái vấn đề vỡ bao, rách bao, lủng bao. Thì như vậy đó, sau khi chúng ta dùng bao xong thì chúng ta phải kiểm tra cái bao, không? Nếu mà cái bao bị lủng thì sao? Người phụ nữ phải sử dụng viên khẩn cấp. Nếu mà cái bao không bị lủng thì an toàn, không sao hết. Nhưng mà quan trọng là cái biện pháp đó nó phải không ảnh hưởng đến cảm giác của hai vợ chồng thì chúng ta mới chọn, không? Tiếp theo, vòng bình thường thì nó có cái sợi dây lòng thòng ra ngoài âm đạo á, thành thử nó dễ dẫn truyền cái vi trùng từ ngoài á, nó vào trong nó gây viêm nhiễm. Cho nên những người phụ nữ mà hay viêm nhiễm phụ khoa thì lại không nên đặt vòng nha. Vòng thì nó không ảnh hưởng nội tiết đó, nhưng mà nó lại hay viêm nhiễm. Và có những người là bị quan hệ bị đau, và có những người đặt vô không chịu, nó là vật lạ mà, nó là dị vật mà, thì lại rong kinh rong huyết đó. Thì đó là cái bất lợi của vòng. Rồi bây giờ tôi sẽ trở lại về cái loại thuốc ảnh hưởng đến nội tiết. Cái nhóm mà ngừa thai mà có tác động nội tiết của người phụ nữ thì nó lại tránh thai được hơn 90%. Đó. Cho nên là tôi đã nói rồi, không có thể nào tuyệt đối được. Nếu mà các bạn muốn cái biện pháp tránh thai mà nó gần như nó tuyệt đối hơn 90% á, ví dụ như chúng ta mà uống thuốc tránh thai hàng ngày á, thì là hiệu quả ngừa thai nó được 90%. Chúng ta đặt vòng nội tiết, chúng ta chích thuốc và chúng ta cái que thì nó lại là hơn 95% khả năng tránh thai. Hồi nãy tôi quên mất cái thuốc ngừa thai trong cái nhóm ảnh hưởng nội tiết rồi. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta lựa chọn nha, tùy theo cơ thể của chúng ta nha. Cái que tránh thai và đặt vòng nội tiết thì nó gần như là nó giống nhau, bởi vì một lần mình cấy hay mình đặt vô một cái là suốt 3 đến 5 năm mình không có kinh. Mình không có kinh tức là 3 đến 5 năm đó buồng trứng mình nó không hoạt động. Tức là cái lượng nội tiết ở trong que, trong vòng nó phóng thích ra hàng ngày á, nó ức chế cái sự rụng trứng và buồng trứng tạm thời ngưng hoạt động. Ta gọi là xịt keo á, buồng trứng bị xịt keo á, ngưng hoạt động á. Mà suốt 3 đến 5 năm như vậy, thí dụ cả cuộc đời các bạn đi, các bạn thực hiện nó một lần hai lần, ok các bạn thôi. Chứ còn tôi nghĩ là nếu mà các bạn mà suốt đời các bạn chọn biện pháp khác, chắc chắn là buồng trứng của các bạn sẽ suy rất là sớm luôn. Rồi đến khi mà chúng ta không hạp á, chúng ta nhận là chúng ta không hạp, chúng ta bị mập, chúng ta bị rong kinh rung huyết á, thì chúng ta phải tốn tiền lấy ra. Đặt vô đã tốn rồi, lấy ra cũng tốn tương tự nha. Rồi. Và một cái nữa là cái nội tiết của hai cái loại đó nó sẽ tác động tuyến vú, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tuyến vú của chúng ta. Cho nên những người mà bị tình trạng thay đổi sợi bọc mức độ mà trung bình hay nặng á, là không nên sử dụng cái biện pháp đó chút nào, bởi vì nó tăng nguy cơ ung thư của chúng ta lên. Còn chích thì làm sao các bạn? Chích thì cũng là một biện pháp y như vậy, ảnh hưởng đến nội tiết, không cho rụng trứng. Nhưng mà vấn đề là mỗi một cái mũi chích nó có 3 tháng thôi. Tức là chúng ta mà có giữa chừng mà chúng ta thấy không hạp á, chúng ta muốn thay đổi thì thôi ráng cắn răng đợi 3 tháng nó xong đó, mình chọn biện pháp khác. Đó 3 tháng thôi. Các bạn ha, chích vô mà thấy bất ổn là biết liền, rong kinh, đau vú, các thứ biết liền. Thì thôi chúng ta nói thôi, cũng dù gì cũng có cái liều nữa, thời hạn nó 3 tháng là thôi ráng. Còn sướng hơn nữa là chúng ta uống thuốc hàng ngày. Uống thuốc thì bị một cái là những người phụ nữ mà bận rộn quá hay là hay quên đó các bạn. Hay quên á. Cái là quên thì trong vòng 12 tiếng nhớ là uống lại liền. Còn nếu mà quên luôn á thì thành ra cái tháng đó mình không dùng thuốc được nữa. Cái tháng đó mình phải sử dụng vòng để cho nó có kinh, rồi mình bắt đầu một cái hộp thuốc khác mới mình sử dụng. Nhưng mà nó lại hay quên thì bây giờ chúng ta khắc phục bằng cách như thế nào? Chúng ta để nó ở đầu giường. Hoặc là chúng ta có cái điện, có báo thức đúng cái ngày đó trước khi đi ngủ, trước cái giờ mình đi ngủ 9-10 giờ mình để báo thức là mình uống, mình để ngay đầu giường, mình cũng là khắc phục được các bạn ha. Đó thì đó là những cái tổng quan cơ bản nhất về những biện pháp tránh thai. Thì bây giờ sau clip này tôi sẽ nói chi tiết vô từng cái một nha các bạn. Rồi thì hy vọng rằng clip của bác sĩ Ngọc sẽ giúp cho các bạn được đầy đủ kiến thức trong vấn đề ngừa thai của mình. Xin chào.